Ở thị trường Trung Quốc, SUV 7 chỗ cỡ lớn Chang'an CS95 Plus có 3 phiên bản. Mức giá của SUV 7 chỗ này dao động từ 541 triệu đến 620 triệu CS95 Plus, cạnh tranh trực tiếp với Toyota Land Cruiser Prado, Hyundai Palisade, Kia Telluride i, GAC Chamchi GS8, BYD Tang DMI, Chery Tiggo 8 Pro. Về thiết kế, Chang'an CS95 Plus sử dụng lưới tản nhiệt cỡ lớn trông rất cứng cáp, với họa tiết chroma trợn chấm so le, nối liền cụm đèn pha. Cản trước màu bạc giúp tăng thêm không khí off-road. Xe có 4 màu sắc gồm Andes Gray, Noble Black, LY tiêu chuẩn và tùy chọn màu đặc biệt, Black Warrior. Đèn chiếu sáng ban ngày tích hợp nơi hốc hút gió hai bên, và có họa tiết hình chữ T nằm ngang. Nhìn từ bên hông, cột đê sơn đen và mui xe hơi dốc về phía sau. Có giá nóc. Đuôi xe có đèn hậu màu đen xuyên suốt, cánh lướt gió trên mui và 4 ống xả bố trí đối xứng tạo cảm giác thể thao. Kích thước của Chang'an CS95 Plus lần lượt là dài 4.949mm, rộng 1.940mm, cao 1.805mm, chiều dài cơ sở 2.810mm, dung tích bình xăng 74 lít, sức chứa khoang hành lý có thể đạt mức 2.000 lít khi gập hai hàng ghế sau. Cả 3 phiên bản đều dùng bộ la răng hợp kim đường kính 20 inch. Bên trong khoang cabin, cụm đồng hồ LCD 10.25 inch, màn hình giải trí cảm ứng 12.3 inch, vô lăng 3 chấu đa chức năng bọc da. Toàn bộ ghế ngồi đều được bọc da. Xe cũng có cửa sổ trời toàn cảnh cỡ lớn, ổ cắm sạc 220V. Về khả năng vận hành, Chang'an CS95 Plus được trang bị động cơ 4 xi lanh tăng, áp dung tích 2 lít. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 171 mã lực và mô men xoắn cực đại 390 Nm. Hộp số tự động 8 cấp kết hợp cùng hệ dẫn động cầu trước hoặc bánh toàn thời gian AVKD chỉ trên phiên bản cao nhất. Những tính năng an toàn đáng chú ý của Chang'an CS95 Plus gồm hệ thống phanh chủ động, cảnh báo trạch làn đường, kiểm soát hành trình thích ứng. Phiên bản dẫn động 4 bánh được trang bị hệ thống hỗ trợ lái xe cấp độ 2, hỗ trợ các chức năng như cảnh báo va chạm phía trước, hỗ trợ nhập làn, giám sát điểm mù, cảnh báo va chạm từ phía sau.